rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và điểm đến tiếp tục của chúng ta trong chương trình hôm nay đó chính là tiểu bang mang đậm một chất văn hóa của người da đỏ bản địa. Đó chính là tiểu bang Oklahoma, một tiểu bang nằm ở phía miền nam của Hoa Kỳ. Và với diện tích là 177.847 km² và dân số là 3,6 triệu người thì Oklahoma đã đứng vào hàng thứ 20 của liên bang. Và thủ đô và thành phố lớn nhất của tiểu bang đó chính là thành phố Oklahoma. Và tên gọi Oklahoma của tiểu bang thì bắt nguồn từ hai từ, đó là từ Okla và từ Homra của người da đỏ, có nghĩa là đất của người da đỏ. Và Oklahoma thì nằm giữa cái vùng của là Richland và cao nguyên Ozark, có địa hình thoải dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Và điểm cao nhất của Oklahoma đó chính là núi Black Mesa, cao 1.516m. Còn điểm thấp nhất của tiểu bang thì nó nằm ở trên sông Clido với gần biên giới của Đông Nam với độ cao là 88m. Và tại Oklahoma thì có 500 con sông và nhánh sông được đặt tên với 200 hồ nước được tạo ra bởi các động. Và Oklahoma là có số lượng hồ chứa nhiều nhất toàn liên bang. Bên cạnh sự đa dạng về địa hình thì Oklahoma có tới 11 vùng sinh thái khác nhau. Và do sự khác nhau về địa lý giữa miền Tây và miền Đông Oklahoma thì miền Đông có tới 8 vùng sinh thái, trong khi miền Tây thì chỉ có 3 vùng mà thôi. Và Oklahoma thì nằm trong đới ôn hòa và chủ yếu đó là khí hậu lục địa. Miền đông của Oklahoma thì có khí hậu cận nhiệt đới ẩm nhờ vào luồng không khí từ vịnh Mexico thổi lên mang theo nhiều cái hơi nước. Trong khi đó thì phía tây của Oklahoma thì lại có khí hậu ôn đới và bán khô hạn. Tại Oklahoma thì thể loại nhạc tra phát triển mạnh mẽ, song với các loại hình âm nhạc đặc sắc của người da đỏ bản địa thì người Mexico và người châu Á. Oklahoma Mozart Festival tại Parkview là một trong những lễ hội âm nhạc cổ điển lớn nhất ở miền nam của nước Mỹ. Và tại Oklahoma thì có tới trên 300 viện bảo tàng với nhiều cái chủ đề khác nhau. Trong đó thì đáng chú ý nhất đó chính là bảo tàng Field Rock tại Tulsa, được xếp hạng thứ trong top, được xếp hạng trong top 50 bảo tàng mỹ thuật đẹp nhất ở trên nước Mỹ. Và năm 2007 thì đó là lễ hội kỷ niệm 100 năm ngày gia nhập liên bang của Oklahoma, được tổ chức với hàng loạt các lễ hội đa dạng khác nhau. Những lễ hội và sự kiện lớn sẽ được tổ chức hàng năm tại hầu hết những địa phương trên cả bang, bao gồm những lễ hội của người Scotland, người Ý, người Việt Nam, người Ireland hay là người Cộng hòa Séc, người Do Thái và còn có cả người Mỹ gốc Phi. Và trên đây đó là vài nét sơ lược về tiểu bang Oklahoma. Trong tin rằng với những ai yêu thích văn hóa của người da đỏ bản địa chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được cái nơi này. Vì thế nếu các bạn chọn Oklahoma làm điểm đến du học, du lịch thì các bạn hãy liên hệ ngay với lại công ty Tân Đại Dương để được tư vấn, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tindaiduong.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc chia sẻ trò chuyện ngắn với bạn Phương Thùy. Bạn vừa mới đậu visa du học Mỹ và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn. Chị xin chào Thùy. Em chào chị. Thì có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho tất cả các bạn được rõ không? Em tên là Phương Thùy, năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang là sinh viên Đại học Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình qua Mỹ mình sẽ chọn cái chương trình nào để mình theo học đấy? Em sẽ học ở trường Middle Tennessee State University chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sao mình lại chọn Mỹ để mình theo học? Bởi vì Mỹ có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, đồng thời kinh tế Mỹ cũng phát triển rất thích hợp cho em học ngành quản trị kinh doanh này. Vậy em có thể nói giới thiệu sơ nét về cái ngôi trường mình theo học hay không? Cái điểm mạnh nào là điểm mạnh của trường? Trường em có hơn 100 năm kinh nghiệm, đồng thời nằm trong top 25 vùng Đông Nam của Mỹ. Hàng năm có 24.000 sinh viên theo học với 500 sinh viên quốc tế, và ngành quản trị kinh doanh là một thế mạnh của trường. Sau khi mình học xong cái bậc đại học, mình có cái dự định gì xa hơn cho con đường học vấn của mình hay không? Sau khi em hoàn thành khóa học đại học ở Mỹ thì em sẽ tiếp tục học thạc sĩ ở bên Mỹ. Khi mà mình cảm thấy là cái con đường học vấn của mình cảm giác là mình bằng lòng với cái bằng cấp mình đã có được rồi á, thì cái dự định nghề nghiệp của em ở tương lai là gì? Em sẽ quay trở về Việt Nam và sau đó tìm kiếm một công việc phù hợp ở những tập đoàn công ty đa quốc gia. Cho chị sẽ hỏi em về một chút chia sẻ về cái buổi phỏng vấn của em với lại sự Mỹ ngày hôm nay. Thì cái cảm giác của em như thế nào khi tham dự cái buổi phỏng vấn đó? Ban đầu thì cũng hơi hồi hộp, nhưng khi đến gặp lãnh sự quán thì em rất là thoải mái, do lãnh sự quán cũng rất là thân thiện. Em có một điều gì đó để chia sẻ với tất cả các bạn về buổi phỏng vấn của em hay không? Em chỉ muốn nói với các bạn là cứ hãy bình tĩnh tự tin thì sẽ được rồi. Bây giờ sẽ hỏi em một chút về cái cảm nhận của em về Tân Đại Dương ha. Thì sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương? Do một người bạn của em cũng vừa mới đậu visa làm ở Tân Đại Dương giới thiệu cho em. Rồi trong quá trình mình làm hồ sơ, mình có cảm giác như thế nào về Tân Đại Dương?
Tân đại dương rất là nhiệt tình trong việc là làm hồ sơ cho em, giống như là luôn nêu được những điểm mạnh của em, còn điểm yếu thì khắc phục cho em, và làm hồ sơ rất là nhanh ạ. Vậy cái khoảng thời gian mình làm hồ sơ đây mất phải bao lâu? Dạ 1,5 tháng. 1 tháng rưỡi là mình đã có visa trong tay rồi. Dạ. Vậy thì chị cũng chúc cho em là mình sẽ qua bên Mỹ để mình hoàn thành ước mơ học Mỹ của mình, và có thể kiếm được những cái bằng cấp cao hơn và xa hơn để mình đạt được những cái ước nguyện của mình. Và chị hy vọng là chị sẽ được gặp em một lần nữa để em chia sẻ với tất cả các bạn về cuộc sống của du học sinh Mỹ thì như thế nào, và những lần em quay lại Việt Nam để về thăm gia đình thì hãy ghé đến đây với chúng tôi. Chỉ đó là một chút ít chia sẻ của bạn Phương Thùy thôi, nhưng chúng tôi hy vọng rằng sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn. Những bạn nào đang có ý định đi du học Mỹ thì hãy kết nối ngay với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn.